Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh, huyện Phong Điền phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin văn hóa cơ sở năm 2024. Hơn 80 học viên là công chức văn hóa xã hội các xã thị trấn, chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm áp văn hóa sẽ được nghiên cứu học tập các nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Quyết định số 2214 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026. Nghị định 61/2023 ngày 16 tháng 8 năm 2023 về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và mẫu hương ước, quy ước theo nghị định Hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc tổ chức hoạt động của mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố dân dân